Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang có 10 cái con LG V60 bản Docomo, và đây là một bản của Nhật nha các bác nhé. Thì chắc anh em dạo ở đây quá quen với những cái bản kiểu như là T-Mobile rồi AT&T hoặc là Sprint như bản này. Thì nó có cái lắp lưng màu xanh hoặc là màu trắng, nhưng mà bản Nhật ấy, thì nó lại là màu đen nhé, đen kịt luôn nha các bác nhé. Từ mặt lưng này cho đến khung viền rồi mặt trước thứ đều đen. Và nếu như bác nào mà thích kiểu là manly nam tính ấy, thì cái này nó rất là hợp lý nha các bác nhé. Tại vì nó đồng bộ ấy. Em thấy thằng đó rất là đồng bộ, không như con này. Con này thì đúng là nó cũng có cái đẹp riêng, nhưng mà nó không phải đồng bộ từ trước đến sau. Thì như con của Nhật này ấy, thì nó sẽ đồng bộ từ trước đến sau luôn, cùng một màu luôn, màu đen nhé các bác nhé. Có điều là ở lắp lưng của nó hơi nhiều các ký tự để mà lau đi phát cho các bác nhé. Nó đang hơi bị bẩn đây. Đây thì ví dụ như con này chẳng hạn, thì nó có một cái logo ở trước này, Docomo này, 5G này, xong là một cái ký tự gì đấy chả biết nó để làm gì, xong rồi lại V60 thinh quy này, xong lại là một cái mã L51A này. Đấy, nó khá là nhiều 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 cái rườm rà ở mặt lưng. Tuy nhiên ấy, thì là nó cũng rất là dễ phân biệt, các nhìn phát là biết luôn. Các bác khỏi cần phải 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 đi check email nào là check các thứ để sẽ biết rằng nó là bản nào, thì các bác nhìn phát biết là bản Nhật luôn. Đấy, thì bản Nhật này nó có cái gì thú vị hay là nó có những hạn chế gì ấy, thì em đang nói là theo kinh nghiệm của em thôi nhé. Thì cái bản Nhật này ấy, là theo đánh giá của em thì sóng nó vẫn có thể yếu hơn cái bản, đương nhiên chắc chắn là yếu hơn cái bản T-Mobile rồi, AT&T rồi, và em nghĩ cái bản này nó có thể nó sóng nó sẽ xem với cái bản version ấy. Tuy nhiên thì em thấy là nhiều bác dùng cũng chẳng sao cả, nếu bác nào mà ở những vùng thành phố rồi những vùng mà sóng nó khỏe khỏe thì chả vấn đề gì cả nhé các nhé. Đấy, được cái là cái con này giá nó lại rất là rẻ, nó rẻ hơn những bản kia rất nhiều nhé các nhé. Đấy, cho nên là nếu bác nào mà lựa chọn một con máy để mà cày game, để mà chụp ảnh quay phim các thứ, thì nó lại rất là ngon cho các bác nhé. Đây thì em sẽ cho bác xem qua cái ngoại hình của con Nhật nó như thế nào để các bác dễ để các bác lựa chọn. Thì đây này, các bác nhìn đây này, đây nhỉ, màu đen hết cho các bác nhé, màu đen hết, và nó vẫn có cái vạch nhựa đây nhé các bác nhé, vạch nhựa này, vạch nhựa này, đấy, vạch nhựa này, y chang như cái bản version hoặc bản upgrade, y chang như bản T-Mobile thôi. Đây, vạch nhựa có hết nhé, đó, y chang luôn nhé các bác nhé. Nó không nhìn, nó không lởm lởm kiểu như là không có vạch nhựa như kiểu bản version đó nhé bác. Em thấy là nhìn nó có nghĩa là như như em ấy, như cái thẩm mỹ của em ấy, là em thấy là nó, em nhìn cầm nó cảm cảm giác nó đang thích hơn cái bản này nhé các bác nhé. Tại vì các bạn cũng lâu cũng thường xuyên cầm bản này, có thể là nó nhàm rồi, đến giờ tự nhiên được cầm bản này cho nên nó thấy nó rất là liền mạch, nó rất là đồng bộ, và trông nếu như mà em nghĩ là nam tính, các bạn nào mà thích kiểu nam tính thì nên dùng cái này. Đấy, thì cái bản này đúng là nó chỉ có mỗi yếu điểm đó là cái sóng nó sẽ hơi kém hơn so với những bản T-Mobile hoặc AT&T nhé. Còn lại tất cả các thứ nhé, từ hoàn thiện này rất là đẹp luôn nhé các bác. Màu đen đồng bộ và mọi thứ nó đều rất là ngon luôn nhé các bác nhé. Từ màn hình rồi tất cả các kết nối các thứ, đặc biệt là cái kết nối nhé các bác nhé, đặc biệt là cái chân sạc 3.5 a chân sạc taxi này này, thì nó gần như là không bị lỗi nhé các bác, không bị lỗi chân sạc kiểu như là mấy cái con khác nhé. Tại vì các bác biết sao không, cái bản Nhật này này, bản Nhật này thì được sản xuất tại Hàn Quốc nha các bác nhé. Còn những cái bản như kiểu là T-Mobile hoặc những bản khác, nói chung tất cả những bản khác trừ bản Hàn ra, thì là nó sản xuất ở Việt Nam nha các bác nhé. Đấy, hình như là bản Hàn cũng có thể sản xuất ở Việt Nam thì phải. Đấy thì cũng không phải là chê trách là khi mà sản xuất ở Việt Nam là người ta làm có thể là kém hơn hay như nào, nhưng mà em cũng đoán thế thôi. Em cũng đoán là có thể là khi mà sản xuất tại Việt Nam ấy, thì cái chân sạc ấy nó gia công nó không được tốt như kiểu là
là gia công bền hàn. Tại vì các bác biết đấy, em bán rất nhiều V60 luôn, rất nhiều V60. Thường thường là em cứ nhập khoảng 10 con về, thì khi mà em nhập về thì 10 con đấy em chỉ chọn ra được khoảng tầm 3-4 con thôi. Lúc nhiều thì được là 5-6 con, còn đa số là em chỉ lấy ra được khoảng như vừa gần đây luôn, là vừa đây là nhập 10 con về, 10 con T-Mobile về, nhưng mà không 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 dùng được các bạn, chỉ dùng được 3-4 con thôi. Còn lại phải trả lại hết. Thứ nhất là không phải là đầu tiên là không phải là bản T-Mobile chính chuẩn này, toàn là bản Sprint mà up ROM T-Mobile, và số email thì vẫn là của Sprint. Thế như đây em đang có đây này. Còn cái bản Docomo này này thì 10 con này em nhập về, 10 con này nhập về thì y chang 10 con như một nha các anh nhá. 10 con này y chang như một luôn, không bị lỗi cái gì cả, kể cả chân sạc nhé, chân sạc không lỗi một con nào cả, nó nhận đều thăm tắp luôn, và không một con nào nó có lỗi nhỏ nào luôn đấy, không một lỗi nhỏ nào luôn đấy. Như như những bạn kia thì em nhập về thì phải test rất là tỉ mỉ, rất là kỹ lưỡng, nhất là về phần phần chân sạc này này, em test rất là kỹ luôn, test đi test lại luôn để mà xem nó có bị lỗi chân sạc không. Nhưng mà con Docomo này thì gần như là test một lần là biết luôn, nó không hề lỏng một tí nào. Và như em kinh nghiệm của em ấy, và em cũng có nghe mấy mấy bác bán mấy số 10 thì bảo là chắc chắn luôn ấy, là cái bản Nhật này này nó sẽ ít lỗi hơn, ít lỗi chân sạc hơn là những bản khác nha anh nhé. Và thậm chí có những bác bảo là gần như là không bị lỗi chân sạc nữa. Đấy, cho nên là em thấy cũng rất là vui. Đấy, thì cái bản này nó hạn chế hơn, là chỉ mỗi sóng nó kém hơn thôi, nhưng mà tất cả các thứ khác nó đều ổn định hơn rất là nhiều nha các bác, tất cả các thứ khác nhé. Đấy, cho nên là cái này cũng là rất đáng để mà các bác cân nhắc. Đấy. Thì ngoại hình thì em vừa cho các xem rồi, nó cũng đây, hình như em chưa cho các xem hết, các xem lại này. Ví dụ con này nó rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Ở cái mẫu đen này thì nó hơi khó nhìn, ánh điện thứ nó hơi bóng loáng nên có thể khó nhìn. Đấy, rất là đẹp luôn các bác nhé. Khay sim thứ không bị gãy cái nào nhé. Đấy, và kính cam này, kính cam rất là đẹp luôn, đẹp gần như mới luôn nha các bác. Nói chung là đây này, em có 10 con này thì là em test hết rồi nhé, em ngồi em test hết một lượt rồi, test rất là kỹ các bác nhé. Thì em cũng không muốn làm lại từng con một clip nữa, thì nó quá dài, 10 clip thì nó quá là dài. Thì em nói luôn cho các bác là tất cả 10 con này em test rất là kỹ rồi nha các bác nhé, từ cắm sạc này, cắm máy tính này, xong rồi cắm sạc nhanh 25W các thứ đủ hết nhé, test sim sóng các thứ đủ hết nha các bác nhé. Thì tất cả cái chức năng của 10 con này đều bình thường hết nhé, không có nào bị lỗi nhỏ nào, một lỗi bất kỳ một lỗi nhỏ nào nhé, không không có một lỗi nhỏ gì hết, hoàn hảo luôn. Và ngoại hình của nó cũng đấy, ngoại hình có này các bác, em ghi hết trên này này, ngoại hình nó toàn từ 99 đến 99,5% luôn, có con y chang như mới luôn nha các bác nhé, chỉ cần đóng cái hộp vào là mới luôn đấy. Nói chung là cái lô này của em nó quá là đẹp luôn, em không có cái gì để mà phải chê trách cả. Những cái con mà em viết là 99% này này thì đa số nó chỉ có một, hình như nó có một hay hai chấm nhỏ tí mà thậm chí là có thể bác các nhìn không ra luôn đấy. Đây, con này em nhìn xem nào. Đây, con này em chả biết sao. Đây đây đây, con này ví như con này nó có một chấm ở cái khay sim này thôi đấy, em viết đã viết là 99% rồi nhé, còn nó toàn toàn như mới luôn đấy. Cho nên là các bác yên tâm nhé, về ngoại hình của 10 con này các bác chọn con nào cũng được, nó đều như mới cả. Chỉ có một duy nhất là có hai con đây, nó là L3 thôi. Chỉ có hai con L3 thì bác nào mà không quan tâm đến L1, L3 thì các bác hoàn toàn lấy được cái này nhé. Còn tất cả còn lại đều đều là L1 hết nha các bác nhé. Và giá nó cũng rất là rẻ, em đang bán giá là 4,2 củ nha các bác nhé. Em nghĩ là cái giá này nó rất là phù hợp để các bác lựa chọn một con máy mà chip 865, RAM 8, ROM 128. Đấy, nó rất là ổn định. V60 nếu như mà nó không bị lỗi chân sạc thì nó rất ổn định và rất đáng dùng nha các bác nhé. Thấy cho các bác em nghĩ là nó phù hợp hơn rất nhiều để các bác so với việc các bác mua G8 hay là V50, vì những con đấy giờ nó cũng đã khá là cũ rồi, nó cũng 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 không còn dùng được lâu dài nữa, và nó cũng nhiều hàng dưỡng ấy. Đấy, thì cho nên các bác chú ý nhé. Rồi, ok, hy vọng là cái
Docomo này nó sẽ phổ cập đến các bác nhiều hơn, để các bác có những con máy mà nó giá nó hợp lý và nó bền bỉ ấy. Đấy rồi, ok, chào các bác nhé.